Tiếp theo trong bản tin, hàng vạn thí sinh trên cả nước tham gia hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ 3 năm 2019. Hội thi cũng đã tạo một phong trào thi đua học tập ôn luyện kiến thức sôi nổi trong các nhà trường quân đội. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên và sinh viên Việt Nam, hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ 3 năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng vạn thí sinh trên cả nước. Hội thi cũng đã tạo một phong trào thi đua học tập, ôn luyện kiến thức sôi nổi trong các nhà trường quân đội. Đang là giai đoạn thi tuần thứ 3 của hội thi Ánh sáng soi đường nhằm tìm hiểu, củng cố kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trường Sĩ quan Thông tin đã phổ biến quy trình, thể lệ cuộc thi, tổ chức ôn luyện kiến thức và làm quen với phần mềm trắc nghiệm một cách bài bản cho học viên. Là nhà trường kỹ thuật nên các giảng viên, học viên trong trường không gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu quy trình, quy chế thi trên mạng Internet. Các học viên chúng tôi trong quá trình học tập thì đã được ôn luyện lại tất cả những cái kiến thức mà của khoa khoa học xã hội nhân văn đem lại cho chúng tôi. Và thứ hai thì là đã giúp cho chúng tôi là thấm nhuần được cái di chúc 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ Chí Minh để lại. Sau khi mà các em được tiếp thu, được trang bị, trau dồi những cái kiến thức này, các em có thể là giúp cho các em có cái nâng cao trình độ về năng lực cũng như là nâng cao cái trình độ về chất lượng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Còn tại trường Sĩ quan Lục quân 1, thời gian biểu trên lớp bận rộn, nhà trường phải tổ chức ôn luyện thêm ngoài giờ trong các ngày nghỉ tại thư viện trường, tiện cho việc đọc sách, tra cứu kiến thức. Không khí rất sôi nổi vì đây là cơ hội để ôn luyện lại các kiến thức chính trị xã hội một cách toàn diện hiệu quả. Bởi lẽ, hội thi năm nay được bổ sung thêm hơn 2.000 câu hỏi mới trên các lĩnh vực khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề kinh tế chính trị xã hội của đất nước và di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay khi có hướng dẫn của Ban Thanh niên Quân đội và của nhà trường, thì các cái cơ quan, khoa, đơn vị đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, tạo ra một cái môi trường học tập mà nghiên cứu thuận lợi nhất, thực sự hấp dẫn và thu hút cán bộ, giảng viên và học viên nghiên cứu, ôn luyện và tham gia thi. Ngoài thời gian học tập, rèn luyện, chúng tôi đã phải tích cực học tập, ôn luyện thêm ngoài giờ, học thêm, học hỏi từ các cán bộ chỉ huy, đơn vị, học hỏi từ thầy cô giáo, tích cực truy trao giữa đồng chí đồng đội với nhau, đọc thêm tài liệu, sách báo, xem TV, thời sự và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Vòng thi tuần bảng cá nhân của hội thi sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 4, sau đó sẽ là vòng chung kết trực tuyến và vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Kết thúc vào đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5, các tỉnh, thành đoàn và tổ chức đoàn trực thuộc trên cả nước sẽ chủ động rà soát danh sách sinh viên có đủ điều kiện để thành lập đội tuyển cấp tỉnh tham dự vòng thi cụm bảng đội tuyển.